Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YNK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Avenger. Thì hôm nay mình có một món đồ rất là đặc biệt muốn đập hộp cho mọi người xem. Đó là cái điện thoại mới của mình. Đây, mình cho mọi người xem. Cái này là cái iPhone 14 Pro Max. Mà loại này là loại 1TB, 1000GB á. Đó, cái loại mắc nhất của cái iPhone 14 Pro Max này. Vừa mới ra, nóng hổi cầm trên tay luôn. Đó, thì mình thấy ở trên Facebook á, là đợt này là nhiều người đã được đập hộp cái máy này rồi. Nhưng mà mình hôm nay thì mới hàng là mới về. Thì có lẽ mình nghĩ là do mình chọn cái loại 1TB á, thì hàng là về hơi chậm hơn tí xíu. Đây, thì sau đó mình sẽ đập hộp cho mọi người xem cái vỏ bảo vệ cho cái máy này. Và tiếp theo là cái kính cường lực để gắn vào máy luôn. Rồi cuối cùng á, mình sẽ chia sẻ cho mọi người, những bạn mà đặc biệt những bạn ở Úc, là cách mua điện thoại iPhone hoặc là đồ Apple, ví dụ như máy tính này hoặc iPad này, một cách có thể tiết kiệm tiền nhất, có lời nhất khi các bạn bỏ ra cái số tiền mà các bạn mua cái máy như thế này nhá. Đó, thì mình sẽ chia sẻ ở cuối cái video này, cho nên là mọi người cố gắng theo dõi tới hết video nhá. Còn bây giờ, cái lý do tại vì sao mình đổi cái máy này là vì cái điện thoại của mình á, tụi mình hay đi cắm trại hay làm việc, cho nên là cái máy của mình là 512GB, nó đã bị hết bộ nhớ rồi. Mà những cái ảnh ở trên điện thoại á, mình sẽ cần sử dụng thường xuyên, cho nên mình có thể xóa để mà tiết kiệm cái bộ nhớ trên máy này được. Và như dòng iPhone thì mọi người biết rồi, là không thể nào mà lắp thêm thẻ nhớ, cho nên bắt buộc là muốn hay không thì mình vẫn phải nâng cấp lên cái loại 1TB này. Cho thực sự cái máy iPhone 12 của mình á, thì nó không bị vấn đề gì cả. Đó. Nhưng mà thôi, vì lý do công việc cho nên là bắt buộc phải nâng cấp. Thì cái hộp mà iPhone 14 này này, bây giờ càng ngày thì nó làm càng mỏng. Mình nhớ cái size này, nhầm thì cái máy iPhone 12 của mình là nó cũng mỏng như thế này luôn. Đó. Tại vì là nó không có cục sạc. Ở trong này á, là hình như chỉ có cái máy với là cái dây sạc. Dây sạc điện thoại, dây từ USB-C sang dây Lightning. Đó, như vậy thôi. Cho nên nó làm rất là gọn nhá. Lâu rồi mình đập hộp cho nên là quên mất luôn là bây giờ máy gửi tới là chỉ có như thế này thôi, chứ có cái túi ni lông giống như iPhone ngày xưa nữa. Đấy, thì máy còn nguyên siêu ở sau nha mọi người. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ bọc tem cho mọi người xem nhá. Chứ mình đợi từ ngày ra mắt là ngày 16, mà hôm nay là ngày 28, là cũng hơn 10 ngày rồi, mình rất là nóng ruột luôn. Đó, nhưng mà cuối cùng nó cũng về. Cái loại mình chọn là loại màu vàng nhá. Đấy. Rồi, bọc tem này. Đó, wow. Đây, cho mọi người xem máy iPhone 14 Pro Max 1TB màu vàng này. Đó. Mình mong là cái màu vàng này nó làm vàng hơn tí xíu nữa thì nó sẽ nổi, nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà Apple cứ sử dụng cái này không à? Màu này là hơi nhạt với mình. Đó. Máy thực ra mà nói á, thì cái máy này á, nếu mà cầm á, thì nó chẳng khác gì cái iPhone 11 hoặc là iPhone 12 hết. Đấy. Nhưng mà lý do thay đổi là chỉ vì cái bộ nhớ thôi. Đó, tiếc một cái của Apple là không thể nào lắp thêm thẻ nhớ được. À, 12 thẻ 512GB là cái bộ nhớ trong máy 512GB á, là thực sự đối với nhiều người nó cũng nhiều rồi. Nhưng mà với mình là mình để ảnh với quay phim trên điện thoại khá nhiều, cho nên là mình phải nâng cấp lên. Cho mọi người xem cái camera của
iPhone 14 là mình thấy là ở sau á, mấy cái ống kính nó bự hơn hẳn này. Đó, rất là bự luôn. Đấy, thì mình nghe bảo là cái file ảnh mà chụp từ máy này, cái RAW file á, cái file gốc á, là hình như lên tới 80 MB hay sao đó. Mình chưa thử, nhưng mà mình có đọc review sơ sơ 80 MB. Thì 80 MB một bức ảnh là khả năng đấy, khả năng. Cho nên là mong là chất lượng ảnh nó sẽ đẹp. Đấy, thì để đi cắm trại, đi camping á, cầm cái chiếc điện thoại này để chụp ảnh cho mọi người xem, lưu lại những cái cảnh đẹp là rất là hợp lý luôn. Đó. Rồi, bây giờ á, mình sẽ để cái này sang một bên. Rồi mình sẽ mở tiếp trong hộp cho mọi người xem có gì nhá. Đây, cái dây này là dây sạc đi kèm với máy này. Đó, thì cái dây này là USB-C sang Lightning Cable. Đó, mình vẫn chưa hiểu một điều là tại sao Apple vẫn chưa chịu sử dụng cái cổng là USB-C, tại vì nó rất là tiền luôn. Đó, mà phải dùng USB-C đổi sang Lightning, mình không thích cái này lắm. Mong là cái máy 15 á, iPhone 15 á, Apple sẽ đổi hoàn toàn sang cái USB-C, là rất là hợp lý, rất là tiền luôn. Rồi, bên đây thì có cái chốt để mà tháo cái SIM ra, rồi có cái sticker của Apple. Rồi trong này thì những cái hướng dẫn sử dụng thì rất là bình thường với những ai mà xài iPhone này. Đó, thì mình sẽ để lại đây. Cái dây này thì mình sẽ không xài, tại vì mình dây sạc Lightning thì mình có nhiều lắm. Đó, thì mình sẽ giữ cái dây này trong hộp cho nó nguyên. Ok. Rồi, thì cái máy này á, chút nữa mình sẽ mở các cái giảm màn hình này ra nhá. Vì mình chưa muốn mở bây giờ là sẽ bị bụi. Mình sẽ mở khi mà mình giảm cái kính cường lực vào thì đỡ mất công clean up. Mình sẽ để lại đây. Rồi, cái tiếp theo là mình mở cho mọi người xem cái vỏ mà bảo vệ máy mà mình hay xài. Tại vì xài iPhone á, nếu mà xài không có vỏ bảo vệ cầm là sướng tay lắm, nhưng mà nó rất là trớn, mà nó dễ rớt. Nếu mà rớt á, mấy cái máy này bị mọt á, thì mình không muốn. Cho nên là bắt buộc là muốn hay không muốn thì vẫn phải xài cái vỏ bảo vệ. Đó. Thì không biết có mọi người có biết hay không, nhưng mà thường thường á, nếu mà mình mua iPhone mới á, thì khi cái ngày mà Apple nó announce ra cái sản phẩm mới á, thì trên những cái quầy bán online, ví dụ như Amazon này, rồi eBay này, là người ta sẽ đồng loạt mở hàng để bán những cái vỏ bảo vệ hay là những cái kính cường lực này. Đó, tại vì á, mình nghĩ là người ta đã có liên kết với Apple từ trước để mà đưa ra cái máy mẫu, nhưng mà phải giữ bí mật. Nhưng mà người ta sẽ, Apple sẽ cung cấp cho cái máy mẫu để người ta hoàn thiện cái vỏ bảo vệ này trước. Thì thường thường cái nhiều máy mình để ý rồi, là thường thường cái ngày mà Apple announce cái máy mới á, là vỏ bảo vệ được bay lên kệ bán luôn. Thì năm nào cũng vậy, nếu mà mình quyết định mua máy á, là mình sẽ lên mình mua vỏ bảo vệ từ lúc đó luôn. Thì lúc nào á, cái vỏ bảo vệ và cái kính cường lực á, nó sẽ về trước khi cái máy về, để cho mình khi có máy giống như hôm nay này, máy vừa về luôn, lấy ra quay cho mọi người, thì đã có cái vỏ bảo vệ và cái có cái kính cường lực để mà mình lắp vào, để mà xài luôn này, yên tâm này, không bị sượt và không bị rớt nhá. Đó, thì mình một cái tip của mình cho mọi người nếu mà ai chưa có kinh nghiệm. Cái vỏ bảo vệ này thì mình chỉ mua loại trống thôi, để nó sâu, nó vẫn sâu được cái màu của cái máy. Đây, riêng cái hàng này á, là mình mua ở Amazon. Đó, nó về rất là nhanh. Nếu mà Amazon á, các bạn mà xài cái tài khoản mà Prime á, là 2 ngày, 1 tới 2 ngày là nó ship về tới nhà luôn, rất là nhanh và tiện luôn. Thì ở đây nó có cái giấy này, nếu mà người scan cái QR code này á, là được bảo hành tới 24 tháng. Đấy, loại vỏ này này là nó trông như vậy, và nó có cái vòng ở đây này là để giúp cho cái sạc không dây á, nó hút vào mạnh hơn, mặc dù các bạn vẫn xài cái vỏ bảo vệ. Mình thấy á, là cái vỏ bảo vệ này mình mua là hình như hơn 10 đồng, mà thường dùng những cái vỏ trống này á, cỡ khoảng 6 tháng là nó sẽ bị ổ vàng đi. Đó, nhưng mà với cái giá 10 đồng 6 tháng tới 1 năm các bạn muốn thấy á, thì mình thấy nó vẫn hợp lý nhá. Nhưng mà cái này cầm rất là chắc, và
xung quanh bốn góc này nè, nó có gô lên á, thì lúc mà máy rớt xuống mà theo cái mặt kính này này thì nó vẫn hạn chế là bị bể cái cảm ứng ở đằng trước đó. Còn phía sau xung quanh cái camera nó gô lên như thế này là bị đỡ bể mấy cái mặt kính như sau này mà rớt xuống như thế này đó. Còn bốn góc này á là nó có cái nhựa gô ra này rất là tốt luôn đó. Nếu mà rớt thẳng như thế này là nó cũng hạn chế được cái phần trăm bị mọc cái máy đấy. Rồi bây giờ á mình sẽ mở cho mọi người xem cả cái hộp kính cường lực. Hộp này á mình cũng mua cùng ngay với cái vỏ bảo vệ luôn, và nó cũng về cùng ngay luôn, là cái này mình cũng mua ở Amazon nha. Đây. Ở trong này người ta cho những cái giấy chui rất là nhiều luôn. Mình không nhớ là cái bộ này mình mua là có bao nhiêu cái kính ở trong này. Ba cái. Hộp này ba cái thì mình nhớ là cỡ khoảng cũng cỡ khoảng 10 đồng thôi. Chẳng mắc đâu. Mua đồ ở Amazon nó rất là rẻ nha mọi người. Mà mình thích. Ngày xưa mình hay xài eBay lắm, nhưng mà sau khi mình xài Amazon mà có cái tài khoản Prime á, là nó ship đồ về rất là nhanh, cỡ 1 tới 2 ngày là về tới nhà rồi, cho nên mình rất là thích luôn. Thì cái hàng kính cường lực này này là cái hàng Chetek này này. Là mình thấy người bán cái loại này á, người ta review mua đấy rất là nhiều, thì mình nghĩ là chất lượng nó cũng sẽ tốt. Đó, cho nên mình muốn mua dùng thử xem như thế nào. Ok. Đây là ba thứ mình vừa mới đập hộp cho mọi người xem. Để chút nữa mình lau chùi máy. Xong cái mình sẽ cho vô cái vỏ này rồi gắn cái cường lực vào sau. Bây giờ á, thứ mà quan trọng để mọi người chờ đợi nãy giờ là như mình chia sẻ ban đầu, làm sao để mà mua cái máy iPhone mới, nhất là những cái mới ra như thế này, hoặc là những cái MacBook, những cái iPad, để có những cái lợi ích mà tốt nhất khi các bạn spend nhiều tiền, bỏ ra nhiều tiền để mua những thứ này đó. Tại vì những cái mới này á thì thường sẽ không bao giờ giảm giá đó, nó mới ra mà làm sao mà có chuyện giảm giá, với nhất là đồ Apple á thì khó lắm. Thì như mình á, hàng năm á mà mình mà tính mua cái máy này này đó, thì mình sẽ xem ở ngoài Khâu này, hoặc là ở ngoài Woolly ở Úc á, thì lâu lâu ở ngoài những cái supermarket đấy á, nó hay có mấy cái promotion là mua mấy cái Apple Card á, là nó sẽ nhân 20 lần điểm. Ví dụ như Khâu thì sẽ nhân 20 lần điểm, hoặc là Woolly, hoặc là Big W đó. Thì khi các bạn mà mua như vậy thì 20 lần điểm đấy á là đồng nghĩa với cái việc là nó tương tự như là giảm 10% vậy đó. Thì ví dụ như các bạn spend 3.000 chẳng hạn để mua một cái máy iPhone này đó, thì các bạn sẽ được nhân lên 20 lần điểm trong cái thẻ mà shopping của các bạn á. Thì cái đấy là giống như kiểu là người ta credit điểm cho các bạn để mà đổi cái điểm đấy thành tiền đó. Thì từ cái điểm đấy mà quy đổi thành tiền á là tính ra là được cỡ 10%. Ví dụ như spend 3.000 thì các bạn sẽ được điểm là value được cỡ khoảng 300 đồng. Đó, thì mình nói như vậy các bạn dễ hiểu. Thì 300 đồng đấy á là các bạn dùng để làm gì? Các bạn có thể dùng cái điểm đấy để lúc mà mình đi chợ sau này á, mình sẽ xài dần. Đó, mà ở Úc thì cái chuyện mà đi chợ ở Khâu hay là Woolly thì quá thường rồi. Thì 300 đồng đấy á là các bạn sẽ lấy xài thoải mái. Thì nó giống như kiểu là cashback, nhưng mà các bạn không được lấy tiền mặt ra, mà chỉ được nằm trong cái thẻ đi siêu thị của mình á, nằm trong đó. Nhưng mà điểm đặc biệt là được nhân 20 lần điểm. Thì nếu các bạn mà tính là ví dụ như thường thường Apple á, là thường hay ra máy mới vào khoảng tháng 10 chẳng hạn, thì giống như kiểu nửa năm trước đó các bạn bắt đầu lên plan là tháng 10 mình mua máy, thì các bạn lên plan là khi nào mà thấy cái promotion á mà nhân được 20 điểm á là các bạn mua thẻ, mua thẻ để mà nạp vào trong Apple Store dần. Thì tới lúc đấy máy đang cái là
chỉ gọi là đi mua thôi, chứ không phải chờ đợi gì hết á. Đấy, tại vì cái điểm đấy á là nó không có hạn hết, rồi cái tiền mà các bạn nạp vào trong Apple Store thì nó vẫn giữ đó thôi. Đó, thì đó là cái cách mà mình muốn chia sẻ cho mọi người là thuộc dạng là tiết kiệm được tiền đó, nghĩa là không rút ra được tiền mặt, nhưng mà các bạn có 300 đồng để mà đi chợ thì mình thấy cái đấy rất là đáng, tại vì 10% là khá nhiều ấy. Tại vì như bình thường mà nếu mà những ai không biết á thì bỏ ra 3.000 để mua một cái máy iPhone mới này mà không có thêm lợi ích gì cả thì đó là cái chuyện mà bình thường. Còn đây nếu mà các bạn biết điều này, nhân được 20 lần điểm nếu mà có cái promotion đó thì tự nhiên có thêm 300 để mà tiết kiệm thì mình thấy nó cũng hay, nó cũng đáng để làm đó. Nhưng mà có một cái điều như thế này, có những cái khâu hoặc là những cái bully á, người ta dễ á thì người ta sẽ bán cho bạn. Tại vì mua một cái máy này mà mua bằng gift card á, là một cái gift card là nhiều nhất á là ở nơi kế á là có giá 50, 100 đồng rồi 20 đồng hay gì đó nữa, là nơi kế là loại nhiều nhất là người ta show ở nơi kế. Còn có một cái tip mà mình, tại vì mình làm rồi cho nên mình sẽ chia sẻ cho các bạn á, là các bạn mà muốn hạn chế cái việc mà nạp thẻ vô trong máy nhiều lần á, như cái máy này á, mà nếu mà các bạn mua cái thẻ mà 100 đồng á là các bạn phải nạp 30 cái thẻ để đủ 3.000 thì nó rất là mệt, nó mất thời gian lắm. Thì các bạn hỏi cái người mà bán hàng á là mua cái thẻ Apple Card á mà loại 500 á là người ta có, nhưng mà người ta sẽ giữ ở phía sau cái kế á, là phải đi kiếm người để mà người ta lấy ra đấy. Nhưng mà các bạn hỏi, có một số người bán chắc là người ta sẽ không có kinh nghiệm, người ta sẽ không biết. Giống như có mấy lần mình hỏi thì người ta bảo là không, thẻ 100 này là lớn nhất rồi. Thì mình mới kêu là bạn có thể kiểm tra với supervisor rồi hỏi người ta xem không. Thì người khác mới ra mới chỉ là ở phía sau kế này có cái thẻ 500, thì lúc đấy mới được. Thì cái thẻ 500 đấy, ví dụ như 3.000 này á, mình chỉ cần 6 cái thẻ thôi là xong rồi, thay vì là 30 cái thẻ thì nó đỡ nhiều lắm á. Đó, chỉ có một điều là khi mà các bạn mua thẻ 500 đấy á, là ở Úc này á là người ta rất là sợ về cái chuyện là bị scam, bị lừa đảo á, cho nên là có những cái gully hay khâu á, người ta chỉ bán cho một người một cái transaction á, một cái lần thanh toán á, là những cái chỗ khó á là người ta chỉ cho phép bạn mua một lần là 1.000, là hai cái thẻ Apple Card đó thôi, tại vì người ta sợ bị scam ấy. Đấy, thì ví dụ như mình đi hai người thì mình chỉ mua được là 4 cái thẻ là 2.000 thôi, là còn thiếu hai cái thẻ nữa. Thì bây giờ phải làm sao? Bây giờ các bạn phải chạy đi qua cái chỗ Wooly khác để mà mua, hay là chỗ khâu khác để mà mua. Xung quanh cái chỗ mình sống á sẽ có vài cái siêu thị lớn như vậy, thì chắc chắn là chỗ nào cũng sẽ có mà thôi. Chỉ mất công một cái là các bạn phải chạy từ chỗ này sang chỗ kia để mua đủ cái số lượng 3.000 để mà mua những cái thứ này đó. Nhưng mà để mà tiết kiệm được 10%, tiết kiệm được 300 đồng á, thì mình thấy việc đó rất là đáng để làm đó. Nhưng mà cái việc mà người ta không bán cho mình hết 6 cái thẻ là cái chuyện đó các bạn đừng bất ngờ, cái đó rất là bình thường ở Úc luôn đó. Đây là cái cách mà chia sẻ cho mọi người về cái việc làm sao mua được cái máy iPhone mới này với cái giá tốt nhất có thể, trong khi những cái này nó không sale. Nhưng mà cái này á, là các bạn phải lên plan trước để mà canh là khâu hay là Wooly người ta có những cái promotion đó để mà mua nha. Thường á thì hai cái đó nó sẽ ví dụ như khâu sale tuần này thì 2-3 tuần sau tới Wooly, rồi nó ngược lại như vậy đó. Cho nên là ví dụ như mix ở khâu không mua kịp thì sẽ nhảy qua mua Wooly. Nhưng mà nếu được á thì các bạn nên mua một lần ở một cái siêu thị để cho dễ khi các bạn mà đi shopping lại á, thì chỉ cần spend vào một cái thẻ thôi là xong rồi đó. Thì nếu những bạn mà không để dành tiền để mà mua được những cái thẻ mà Apple Card ở khâu hoặc là Wooly như vậy á, để mà nhân được 20 điểm á, thì mình có một cái tip khác. Nhưng mà cái tip này thì cái tiền tiết kiệm nó không bằng, đó là các bạn có thể mua đồ mua thẻ gift card ở trên Shopback á, có cái app là Shopback. Thì mình sẽ để cái link giới thiệu ở phía dưới cái video này cho mọi người.
để mọi người click vào có thể đăng ký mua tất những thứ online, và mọi người có thể lấy được cashback lại đó. Thì mọi người có thể mua gift card JB Hi-Fi hoặc là Apple Card ở trên cái Shopback này, và tùy từng thẻ nhá. Thì ví dụ như thẻ Apple Card hay là thẻ JB Hi-Fi, là như thẻ JB Hi-Fi mình nhớ nhầm là được 2.5% đó. Thì ví dụ như 3.000 đồng thì được bớt lại cỡ khoảng 100 đồng. Thì better than nothing nếu mà mọi người muốn xếp tiền, thì đó là một cái tip khác. Còn nếu mà the best á, là mọi người cố gắng plan để mà canh mấy cái lần mà có promotion mà nhân được 20 điểm á, của Cole và của Lee, là cái này là tiết kiệm rất là lớn luôn đó. Còn riêng cái Shopback á, thì shopping bất kể cái gì, lâu lâu người ta có promotion đã được cashback lại nhiều hơn nữa, thì cái đó là cũng là một cái tiết kiệm rất là lớn. Thêm một điều nữa là hôm trước mình có coi cái máy này ở Costco lúc mà nó mới ra luôn, thì mình có thấy là cái dòng máy này Costco hôm đấy nó có giảm được 100 đô đó, và có hàng luôn. Thì mình thấy cái đấy cũng hay, là kiểu cũng tiết kiệm được cho các bạn, nhưng mà lại có hàng liền đấy. Nhưng mà đó là mình check ở online, chứ đi ra ngoài store thì mình biết là có hàng hay không nha. Rồi thì mình xin phép kết thúc video này ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mình hiện tại mình rất là háo hức để mà set up cái máy mới này, và gắn cái vỏ máy vào, xong rồi sau đó sẽ thử chụp hình xem cái chất lượng của cái máy này nó có xứng đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra hay không đó. Nhưng mà mong mọi người là sẽ mua được cái máy này với cái giá mà tốt nhất theo cái cách mình chia sẻ, không những cái máy này và những cái máy sau hay là những cái thiết bị khác nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Tụi mình là YNK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Nếu mọi người thấy video này hay thì nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình với nhá.